Chào thầy, chào anh em. 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 Nga Sơn, Thanh Hóa, Long An, Hải Dương, Phú Yên, Kiên Giang, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Tháp, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh. 22 tuổi, 24 tuổi, 19 tuổi, 19, 27 tuổi, 27 tuổi, 22 tuổi, 26 tuổi, 18 tuổi, 23 tuổi. Em sinh năm 99, năm nay 21 tuổi rồi. Lớp Vũ Trí Academy thì thường là các em vô trong lớp khoảng 9 giờ. Có em thì 9 giờ 30 mới vô lớp. Đến trưa thì 11 giờ 30 các em sẽ tan lớp và đi ăn cơm trưa. Sau bữa học là thường ra ăn cơm xong ra quán kế bên cà phê với anh em rồi. Báo mà đang nằm đây nằm về báo mã đi. Báo nào? Báo nè. Em bị báo. Ăn cơm trưa xong rồi vô trong này rồi một số em thì đi cà phê, một số em thì vô trong đây ngồi chơi để cùng chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu về kỹ năng học. Chiều là đến 1 giờ 30, học tới 4 giờ 30 thì sẽ tan lớp. Và cái thời gian học của Vũ Trí Academy này liên tục mỗi một ngày 8 tiếng dạy từ thứ hai cho đến thứ bảy. Mà nếu như mà ngày nào mà thầy đưa đi cắt tóc thiện nguyện. Và trong cái thời gian đi như vậy thì cái tình cảm của anh em ở trong lớp rất là hòa đồng với nhau, rất là vui vẻ. Đó là cái quan trọng nhất trong quá trình học. Lớp thì thầy Amber Tuấn Anh rất là tận tình chỉ bảo. Và anh em thì cũng hòa đồng, anh em rất là vui vẻ. Lớp lúc nào cũng hăng say. Ngưng cười thôi. Mọi người cố gắng thôi. Đơn giản. Phòng học tạo cho mình cái môi trường là rất là thoải mái. Và thầy thì rất là chuyên nghiệp. Với những cái mẫu tóc khó thì thầy luôn tận tình để kèm mình. Bạn bè thì rất là hòa đồng với nhau. Những lứa lớn hơn là những bậc tiền bối đi trước thì luôn cầm tay chỉ bảo những người mới vào như là mình chẳng hạn.